Ngưỡng bái bạch tôn sư Từ Mẫn chứng minh, hôm nay trong một ngày quan nghị nhất của mùa an cư kiết hạ, với tấm lòng khát khao cầu đạo của chúng con, tôn sư mặc dù biết bao Phật sự đa đoan, cũng gác lại muôn duyên để về tỉnh Tiền Giang, trước hết thông viếng chư tăng ni trong các trú xứ của các trường hạ. Và giờ này tại chùa Tịnh Nghiêm, chúng con đang rực ánh hào quang của tôn sư, một bậc thật tu thật chứng quả thật hiếm có trên cuộc đời này. Chúng con qua bao kiếp trầm luân trong sanh tử, ngày hôm nay mặc dù mấy mươi năm trôi qua cũng trùng cùng Phật pháp, nhưng những điều mà chúng con biết thật quá ít ỏi, và đôi khi cũng có lệch lạc trên tinh thần của chánh pháp giải thoát. Từ ngày được trưởng hộ Minh Sư, chúng con thay đổi tầm nhìn với một tri kiến mới, trang bị từ Phật chất qua sự truyền đạt của tôn sư. Chúng con những ngày sống còn lại tự tu và hóa độ mọi người trước cuộc đời này, thân tâm của chúng con có được bình ổn hơn xưa, và cuộc sống rõ ràng có một sự thay đổi đặc thù. Với ơn đức cao dày của tôn sư, muôn đời muôn kiếp chúng con sẽ khắc tạc thâm ân, và chúng con luôn luôn lúc nào cũng trải lòng chờ đón những dòng pháp nhũ vô biên từ kinh nghiệm quý báu mà tôn sư đã thực chứng trên bước đường tu. Giờ này đạo tràng chúng con thành tâm đảnh lễ tôn sư và ngưỡng vọng tôn sư từ bi ban lại pháp màu cho chúng con được thừa tư dòng pháp nhũ hôm nay, và đạo nghiệp chúng con được thăng hoa trên bước đường tiến tu đạo nghiệp. Trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, xin tôn sư từ bi cho chúng con đảnh lễ và cầu thỉnh tôn sư thí pháp cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Biệt giáo là ta chỉ cho kinh Bát Nhã,
và kinh Pháp Hoa thì thầy gọi là đại thừa, nhưng mà đại thừa viên giáo. Còn những cái kinh khác đó, ta cũng gọi đại thừa, nhưng mà đại thừa thông giáo. Thì như vậy đó, những cái kinh mà đại thừa thông giáo đó, cái kinh nó gắn liền giữa đại và tiểu thì ta gọi đó là thông giáo. Còn thực đó, đại thừa đó, thì cái trường hợp đó ta gọi là biệt giáo. Và kinh Pháp Hoa này là chiếc về cái đại thừa và viên giáo. Thì đại thừa thông giáo là thế nào? Tại vì đó, khi Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này, đối trước loài người chúng ta, thì loài người đó, thì đa số đó, là do nghiệp mà sanh lại trên cuộc đời. Cho nên con người đó, thì có cái nghiệp, mà ở đây ta gọi là nghiệp người. Nên cái nghiệp làm người, cái nghiệp làm trời, cái nghiệp làm Atula, cái nghiệp làm súc sanh. Như vậy đó, ở trong sáu đường sanh tử đó, là đều do nghiệp mà sanh lại hết. Thì khi mà Đức Phật ứng hiện vào trong thế giới loài người chúng ta đó, thì Đức Phật ứng vào trong cái nghiệp người mà nói Pháp. Thì như vậy đó, cái con người, thì bây giờ nó nhìn kỹ đó, cái con người thật đó, ở trên cuộc đời này Đức Phật đưa ra bốn cái chân lý để nói với con người là khổ, nguyên nhân của khổ và niết bàn, và cái nguyên nhân nó dẫn tới niết bàn. Đó là cái chân lý mà Đức Phật dạy chúng ta đó. Cho nên đó, ở trong loài người chúng ta đó là điều chấp vô trong cái pháp này, nhớ thuộc lòng cái này và hành trì cũng trong những cái pháp này thôi. Rồi đến tới cuối cùng đó, thì chúng ta chứng vào cái quả vị niết bàn. Thì cái quả vị niết bàn mà ta chứng đây đó là ta chứng được cái gì? Gọi là chứng cái niết bàn của tiểu thừa hay của con người. Cái niết bàn ta chứng được đó là tiểu thừa hay là con người. Có nghĩa là trước nhất đó, là chúng ta đem cái thân chúng ta nó đặt ra ngoài cái xã hội đi, gọi đó là xuất gia. Ở trên cái bước đường tu hành đó, đem cái thân chúng ta đặt ra ngoài xã hội. Cái xã hội thì nó gồm có gia đình là căn bản. Nhưng bây giờ chúng ta xuất gia đó là ta rời khỏi cái gia đình chúng ta, rồi chúng ta không bị cái gia đình chúng ta chi phối. Rồi kế đó, đó chúng ta không bị cái xã hội này người chi phối. Và sau cùng đó, ta không bị trời đất chi phối chúng ta nữa. Thì như vậy đó, nói chung là ta không bị tất cả chi phối chúng ta, thì ta được giải thoát, mà chỗ này ta gọi là niết bàn. Trên cái bước đường tu thì nói như vậy đó. Nếu còn nói bốn cái chân lý này đó, thì thích hợp với cái nhận thức của con người. Cho nên ngày nay đó, khi mà đem giảng về bốn thánh đế đó, thì gần như là giới trí thức đó, rất là ưa thích và chấp nhận. Tại đó là sự thật. Tại vì khổ cũng do con người tạo nên, mà vui cũng do con người tạo nên. Cho nên con người đó là quyết định cái vận mạng của mình, chứ không ai quyết định thay hết. Tôi thấy cái giới trí thức người ta tâm đắc nhất là vậy. Các cái tôn giáo khác đó, thì cái vận mạng của mình đó, là đem phú cho một cái tấm vô hình nào đó mà mình chưa biết mặt, chưa gặp tầng nào hết. Ví dụ như mình nói là số mệnh của trời, mà mình cũng chưa biết là ông trời như thế nào. Ở đây có ai thấy ông trời chưa? Thầy nghe có nhiều người họ nói đau thấy trời đó. Tao thấy trời nhưng mà không thấy đâu, tao thiệt không thấy, không biết trời là cái gì, đau quá không thiệt. Không ai thấy trời hết á. Nhưng mà đem cái vận mạng của mình mà giao cho ông trời đó, thì cái này không nên. Thành ra Đức Phật đó, mới dạy con người chúng ta đó, con người chúng ta nó tự quyết định cái vận mạng của mình. Đó là Đức Phật chỉ cho con người. Khổ cũng do con người, mà vui cũng do con người. Khổ cũng do cá nhân chúng ta, mà vui cũng do cá nhân chúng ta. Khổ cũng do tập thể, mà vui cũng do tập thể. Đó là cái chính trong cái cộng đồng. Thì cái khổ của cá nhân và cái vui của cá nhân á, thì cái này ai thấy cũng dễ hiểu. Nhưng mà rồi đó, ngày nay chúng ta thấy trên cái khổ của tập thể
và cái vui của tập thể cái này ảnh hưởng nhiều lắm. Như thầy nói là cái vấn đề môi trường ô nhiễm, cái môi trường ô nhiễm này nó không phải là khổ mình ta đâu, người khác làm ta là khổ mà ta làm người khác khổ, cho nên cái khổ này là cái khổ của tất cả. Thì nhận ra được thấy cái khổ của tập thể và cái vui của tập thể, hay cái khổ của cá nhân và cái vui của cá nhân. Thì ban đầu cái người tu tiểu thừa đó thì ta thấy cái gì? Thấy cái khổ của cá nhân và cái vui của cá nhân. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật nói là cắt bỏ cái khổ, cắt bỏ cái khổ và tạo nên cái vui. Hồi nãy đó là chúng ta cắt bỏ cái vui để mà chúng ta tạo nên khổ. Thì cái vui và cái khổ đó là cái nhân của nó từ chỗ nào? Tức là tập đế và đạo đế. Thì cái tập đế và đạo đế này là con người chúng ta làm được hết mà. Tập đế cũng ta, mà đạo đế cũng ta. Nếu hãy mà tu tập đế đó, thì cái quả tới khổ đau. Và tu đạo đế đó, thì cái quả tới an lạc. Thì bây giờ đó, ta nhắm coi cái này rõ ràng, rất là thật mà ai cũng biết được hết. Tập đế hay gọi là thói hư tật xấu. Ta nghĩ cái thói hư tật xấu mà ta chịu ảnh hưởng những người chung quanh ta nhiều, hay là ta tập ta, ta làm theo những cái thói hư tật xấu này, thì cái kết quả nhất định là ta phải khổ thôi. Thầy nói ví dụ như bây giờ ban đầu ta tập, ta hút, ta chích, cái này cũng tập. Đầu tiên ta đâu biết hút, ta đâu biết chích, nhưng mà bây giờ ta tập thì là ta quen. Hay là ngày nay ta mà tập cái thuốc lắc, thuốc gì đó, thầy nghe nó uống một liều vô rồi đó là đứng mà lắc sáng đêm mà không biết mình. Ở dưới này thì chưa có, mà trên thành phố có cái đó là nguy hiểm. Mình đã tập đó, nếu mà ta tập cái này rồi quen rồi đó, nghiệm rồi đó, thì tới chừng đó ta không lắc ta chịu được. Nhưng mà cái lắc này là tới cái khổ này. Đấy là tập. Tất cả cái nghiệp ở trên cuộc đời này đó, cái phần đó là chúng ta tập đó, theo cái nghiệp xấu. Cái nghiệp xấu này đó, là chúng ta tập xuống cái nghiệp của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, Atula. Cái này là nghiệp xấu chúng ta tập. Nếu mà lại ai tập cái này nhiều nữa thì tới cuối cùng đi vào con đường đó. Thầy hồi còn nhỏ nó chưa đi tu nữa, thì thầy tập cái nghiệp tích lộn. Hồi còn đi học ở trong trường đó, là cầm đầu học sinh đó, để đánh lộn với nhau từ trường này với trường khác, từ lớp này sang lớp khác. Thế nên là tập. Cho nên đó, trong cái lúc đó cố luyện tập cái đánh lộn này, rồi đưa tới cái thù hận rất là nguy hiểm. Nhưng mà cái may mắn cũng nhờ cái nhân lành giờ trước, cho nên nó nhìn thấy cái tượng Phật ở trên bao nhang đó, mà thầy phát tâm thì đi tu. Nên là cái chính đi tu không biết cái này không tốt rồi. Bỏ cái nghiệp ác này đi, mà đi vào trong con đường thiện, tức là tập cái thiện. Cái thiện này đó là gì? Đạo đế, tức là cái pháp tu của chúng ta. Nên bây giờ cũng rèn luyện tập. Bây giờ ta đi tu rồi ta tập cái gì? Cái điều quan trọng nhất này là phải thực, thực nhất. Thầy đó, cái khi mà đi tu đó, bắt đầu đi tu đó, thì thầy gọi là tập tu. Người đi tu là người đó phải tập tu đó chứ. Mà tập tu này đó là nói là tập tu theo Phật. Nên tập tu mà tập tu theo Phật thì Đức Phật dạy chúng ta tập cái gì? Đầu tiên nhất đó, là chúng ta tập bốn cái quay nghi. Nên tập bốn cái quay nghi này đó, tập đi, tập đứng, tập ngồi, tập nằm. Tập cái này đó, là ta cũng phải tập từ từ. Nên tập bốn cái quay nghi của Đức Phật này tập trước. Mà cái chuẩn Đức Phật đưa ra báo là làm sao mà đi nhẹ như là mây bay nữa. Cho nên cái dáng đi của người tu, cái dáng giải thoát thì ta tập luôn. Nên từ cái chỗ mà đi nhẹ như mây bay này đó, thì sau này đó, thầy sang Nhật thầy học đó, thì mấy thiền sư dạy thầy bảo là thuộc kinh công.
tức là khinh công, tức là làm cho con người mình nó nhẹ lên. Mà cái con người mình nó nhẹ lên mà nó nặng xuống đó là cái là gì? Cái điểm quan trọng nhất ta mới phát hiện được đó, cái nghiệp của con người nặng. Nặng, cái này chính. Cái nghiệp của con người, cái tâm lý của con người, cái này là nặng nhất. Đó là trên cái bước đường tu đó. Cho nên cái khinh công đó là cái đầu tiên đó, là tập cái tâm mình cho nhẹ nhàng. Cái điều quan trọng nhất mà cái người tu đó là tập cho nó nhẹ nhàng. Mà tập cho nó nhẹ nhàng đó là gì? Cái gì nặng ở đây? Tức là tất cả những cái xung quanh đó, nó bám vô trong cái tâm mình đó, nó làm nặng mà hay nặng quá thì nó trì mình xuống tới địa ngục. Đó là trên bước đường tu đó. Cho nên nó buông bỏ là ta nên bỏ này là bỏ cái tâm, bỏ cái nghiệp mà bám vô trong tâm chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng nhất. Và cái nghiệp bám vô tâm này đó, nó bám vô từ cái chỗ nào? Đức Phật nói là sáu cái cửa mà nó bám vô. Cho nên trên bước đường tu hành này của chúng ta đó, là mấy cô quan trọng nhất có thành đóng kính sáu cái cửa mà ta gọi nó là sáu cái giác quan. Cho nên Đạt Ma Thiền Sư đó, là dạy chúng ta bảo là sáu cửa vào động thiếu thất này đó. Vào động thiếu thất tức là thiếu thất, tức là chùa Thiếu Lâm đó, ta gọi thiếu thất. Thành ra đóng kính sáu cái cửa vào động thiếu thất, hay là mở sáu cái cửa đi vào động thiếu thất, chỗ này quan trọng trên bước đường tu. Phải nhận ra được ý này mà ta làm đạo. Thế nên thiếu thất này là chỉ cho cái tâm của chúng ta, cái thiền thất của chúng ta, chỉ cho cái tâm của chúng ta, chỉ cho cái chỗ ở chúng ta, chỉ cho cái nhà của chúng ta. Mà cái nhà hay là cái chỗ ở hay là cái thiền thất, cái thiếu thất hay là cái bảo sở, hay thậm chí cái tỳ lô giá ta lô cát, tất cả những cái đó chung trở lại nha, người ta nghĩ cho cái chỗ ở của Phật. Cái điểm quan trọng nhất là chỗ. Thì trong cái lúc mà chúng ta tu hành á, thì bây giờ đó chúng ta mới tháo bỏ đi, bỏ đi cái nghiệp mà bám vào ở trong tâm của chúng ta. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất. Còn cái người mà không biết đó, thì cứ mở toan sáu cái cửa này ra, đưa tất cả những cái vô trong ở lại gia thức chúng ta để làm cho cái tâm của chúng ta nó nặng nề thêm. Nếu quý cô có bao giờ nghe người ta nói nặng lòng không? Anh nói nặng lòng á. Ta nói nặng về vật chất ta không sợ, mà ta sợ nhất là nặng lòng. Thầy thấy có những cái rất là đơn giản, nhưng mà ta không để ý thôi. Ngay bây giờ đó, mấy cô mà đón tiếp thầy lâm trọng quá, cho thầy ăn no đủ quá, thầy thấy nặng lòng á. Cái này là nặng lòng. Cái này điểm quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta tu tập, cho nên cái nặng về vật chất đó, ta không sợ, mà sợ nhất là nặng lòng. Cho nên người tu muốn được giải thoát đó, giải thoát thì làm cho nhẹ lòng đó. Làm cho cái lòng chúng ta nhẹ. Ta không thấy nặng lòng nữa. Ta thấy ta không nợ ai nữa. Ta không làm khổ cho ai trên cuộc đời nữa. Đó là người tu. Về cái thực chất của người tu là, cho nên khi mà tu rồi đó, thường thường đó, ta cố tránh cái tối đa là làm mất lòng người. Cái đó là cái tối đa mà ta phải tránh được. Làm mất lòng người là cái này là cái điều mà khổ tâm chúng ta nhất. Tại vì mình làm mất lòng nó rồi đó, mai mốt nó chết rồi đó, nhưng mà cái này vẫn còn trong lòng mình khổ. Đó là cái điều quan trọng nhất. Cho nên bây giờ mình không làm mất lòng nó thì giữa mình với nó là vô cửa vô phạt. Khi chúng ta tu hành thân văn đó, là cái điều quan trọng nhất để Đức Phật dạy là cố tránh tối đa mà làm mất lòng người hay là làm nặng lòng ra. Cho nên từ cái chỗ đó tâm chúng ta nó nhẹ, nó nhẹ lần. Thành ra thầy đó, thầy nói cái thuật khinh công đó là khởi đầu từ chỗ đó. Có người nữa thì
đó là cái thuật khinh công đó, ở đầu bằng luyện tập cơ thể để cho con người mình nhẹ đi, nhẹ mình tay lên cái em phải. Cái chính là cái tâm này trước. Cho nên nó từ cái chỗ tâm chúng ta nhẹ. Khi mà cái tâm chúng ta nó nhẹ rồi đó, thì bây giờ đó, hướng cái tâm vô chỗ nào, dùng cái tâm này đó mà điều động tất cả mọi vật. Cái này quan trọng. Và điều vật này là điều cái gì? Tức là điều ta trước, điều cái thân ta trước. Cho nên khi tâm chúng ta nhẹ rồi, dùng tâm nhẹ này đó mà điều thân, cho nên thân chúng ta cũng nhẹ. Nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, cái vô tâm đó, cái này quan trọng. Cái này vô tâm tức là tâm nhẹ đi, cái tâm không có nặng nữa. Mà khi cái tâm vô tâm rồi đó, thì cái dáng đi của chúng ta đó, nó trở thành dáng đi tự nhiên. Chúng ta nó hoàn toàn tự nhiên. Trên bước đường tu đó, thầy nghiệm thầy thấy nó là. Còn những người mà hữu ý, tức là cố ý đó, sửa đổi, làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, để cho mọi người bên ngoài nhìn vào ta đó, thấy mà chấp nhận, thì cái này là cái hữu ý. Cho nên cái hữu ý đó, nó có một cái đẹp của nó ở một chừng mực, nhưng mà cái vô tâm đó, cái này nó đẹp vô cùng. Cái điểm quan trọng nhất là cái khi mà tâm chúng ta nó hoàn toàn nhẹ, tâm chúng ta hoàn toàn nhẹ, chúng ta không bao giờ để ý tới sự vật xung quanh, ta sinh hoạt một cách tự nhiên, thì như vậy đó là cái tướng giải pháp nó hiện ra. Cho nên từ cái chỗ vô tâm rồi đó, tiến lên bước nữa đó, bây giờ đó, cái chỗ vô tâm này mà sử dụng cái tâm vô tâm đó, sử dụng cái tâm mà vô tâm này để điều được cái này vật, thì lúc bây giờ đó, tất cả các vật đó, nó đều chuyển động theo theo cái tâm vô tâm đó. Đó là cái việc rất là quan trọng để chúng ta luyện tập cái khinh công đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà thầy tu, từ ở trên cái núi cao thầy chạy đi xuống, mà có những cái bước đó, bước xa như bình thường này có đâu, nhưng mà những cái bước xa từ cái gột đá này sang cái gột đá khác một hai thước đó, mình bước bước thấy nhẹ nhàng mà trong bước đó mình vô tâm. Cái thuật khinh công mà người ta tập đó, cho nên đó, đạt tới cái chỗ vô tâm thì bây giờ con người ta tự nhiên thấy nhẹ và thấy nó tự nhiên bay bổng lên. Đây là một cái điều thật. Rồi từ cái chỗ đó ở trên cao cỡ 4-5 thước đó, mà thay vì ta té xuống cái gì té mít thì cái trường hợp nó chết. Nhưng mà từ ở trên cao ta rớt xuống trong cái vô tâm thì rất là nhẹ, nhẹ người. Đây là cái thuật tu mà những người luyện có kết quả phát xuất từ chỗ đó. Mà trong lúc đó cái tâm chúng ta khởi lên dục động á, thì cái này tự nhiên biến mất. Rồi ở trong cái tâm vô tâm này á, đi xa chút xíu đó, điều vật. Điều vật có điều cái gì? Tức là điều qua cái tâm đó của mình đi vào cái tâm của vật, của sự vật. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy tất cả sự vật ở trong trời đất này nó chuyển biến theo một cái quỹ đạo của nó. Cho nên ta vẫn sinh hoạt, ta vẫn sống ở trong cái vô tâm này, chứ không phải là cái hữu ý. Thì hữu ý chúng ta dễ rơi vô trong tham vọng. Mà trong cái tham vọng thì ta muốn thế này, ta muốn thế kia, ta muốn thế nọ. Tất cả những cái chúng ta muốn đó thì ta sẽ đụng với những cái muốn của người khác. Thế nên những cái ý muốn này nó đụng nhau, cho nên ta hữu ý, người khác hữu ý. Thế nên họ muốn theo họ, ta muốn theo ta. Hai cái muốn này đụng nhau, này rất phiền phức. Khi chúng ta cùng làm việc chung với nhau trong một chùa, trong một giáo hội, trong một đoàn thể, trong một tổ chức đó, thầy thấy phần lớn rơi vào chuyện này. Tức là mình muốn làm thế này, người khác thì muốn làm theo kiểu khác. Thế nên như thầy đó là điều hành tờ báo Giác Ngộ, thầy thấy thế nào? Đây trong tờ báo Giác Ngộ, mỗi người có cái muốn riêng. Thằng cái anh phát hành thì anh muốn làm sao bán cho được nhiều báo. Anh họa sĩ trình bày thì anh muốn trình bày sao mà đạt được cái mỹ thuật của anh. Tất cả những cái này đều có cái muốn riêng nhau hết.
không ai có cái muốn mà giống nhau. Nhưng mà bây giờ nếu chúng ta vô tâm, chúng ta vô tâm này có nghĩa là gì? Là điều hành nó bằng cách anh này có hữu ý, anh này không hữu ý, hai cái này xung đột với nhau. Nhưng mà thầy ở trong cái vô tâm để thầy điều nó đó, thì sự vật đó nó tự nhiên. Nó tự nhiên có nghĩa là gì? Tại mình vô tâm, mình có quyền lợi trong này, cho nên cái thấy của mình đó, thấy cái chuyển động của sự vật, thấy được cái chuyển động của sự vật, theo cái chuyển động đó, đó mà điều hành. Cho nên công việc không nhất định nó phải tốt. Thì cái chuyển động của sự vật là gì? Trong một tờ báo như vậy, thì ở trong cái chuyển động của sự vật, tức là cái tình hình chung về chính trị, về kinh tế, về xã hội, về tôn giáo, về tất cả những cái hiện tượng này. Nhưng mà bây giờ nếu mình thấy đó, là mình thấy cái gì thích hợp nhất ở đây, cái gì mà thích hợp nhất ở trong cái thời điểm này, cho nên đó, cái đó là tất cả mọi người phải tôn trọng. Chứ còn nếu mình thấy theo kiểu mình, người kia thấy theo kiểu người kia, thì cái trường hợp hai cái này nó thường hay xung đột nhau, mà cãi với nhau đó thì không bao giờ cùng. Đó là một cái việc mà quan trọng nhất đó, điều hợp ở trong một tổ chức, trong một tổ chức cho đến trong một chùa. Và theo cái của chúng ta đó, thì thầy nói không bao giờ mà nó xảy ra đúng với chúng ta. Tại vì ta muốn như thế này thì nó lại xảy ra khác với cái muốn của ta. Thầy nói là trên cuộc đời này đó, đâu có ai mà muốn cho con mình hư hỏng, đâu có ai mà muốn cho con mình là nghiện. Thế là sự thật chứ. Tất cả những cái xấu này không ai mà muốn nó, ai cũng sợ nó tránh. Nhưng mà tới chừng về nhà coi chừng con mình bị nghiện, chuyện là mất rồi. Đó là cái sự thật ở trong cái xã hội chúng ta. Cho nên cái xây dựng của chúng ta mà chúng ta nhìn thấy cái chiều sâu của nó, cái vận hành tự nhiên của trời đất á, cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất đó, để mà cái người tu chúng ta phải nhận ra để ta thấy được cái của nó là như vậy. Thì bây giờ đó, trên cái khởi tu này của chúng ta, ý của thầy muốn nói là làm sao để mà chúng ta nhìn thấy được cái chiều sâu của sự vật, cái vận hành á, của vũ trụ. Mà cái vận hành của vũ trụ này, Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là chúng ta nhìn sự vật đó, là ta nhìn ta thấy được hai chữ vô thường của mình. Tức là vạn vật vô thường, đó, đầu tiên là chân lý mà khẳng định cái này. Hai chữ vô thường này đối với chúng ta rất là quan trọng. Tức là ta thấy như vậy trước đây, thấy nó là vô thường trước, mà thấy cái được nó là vô thường và chấp nhận cái vô thường đó, thì cái trường hợp này tâm chúng ta nó không khổ theo cái hư hoại của nó. Tại vì ta cứ muốn nó thường, ta muốn nó thường, nhưng mà nó bắt buộc là phải hư hoại. Mà bây giờ nếu mà nó hư hoại mà ta thấy nó hư hoại, thì cái này ta coi như chuyện bình thường. Cho nên Đức Phật nó vô thường là thường, cho nên vô thường thị thường là cái vô thường là thường đó. Thì ta phải thấy theo cái vô thường thì ta thấy như vậy. Cho nên con người thì có sanh già bệnh chết, còn trời đất thì có thành trụ hoại không. Đây ta thấy rõ rồi, tất cả mọi sự mọi vật như vậy đó, thì đều chịu cái luật vô thường này chi phối, không thể nào khác hơn được. Cho nên ở trong trời đất, khi mà ta hiện thân vào trong trời đất này, ta nhìn thấy rõ cái luật vô thường theo cái định luật vô thường chi phối của nó. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Ta thấy ta là cái gì đấy? Cho nên ta phải thấy được cái này, ta và là người mà quan sát cái định luật vô thường này. Thế ta là cái người quan sát định luật vô thường này, hay là ta là một thành tố ở trong cái sự chuyển dịch vô thường? Cái điều quan trọng nhất là nhận ra. Cho nên Đức Phật dạy đó là tứ đại ngũ uẩn này không phải là ta, vì tứ đại ngũ uẩn này đó là theo cái định luật vô thường chuyển đổi,
Cho nên ai mà chấp thân tứ đại ngũ uẩn này là ta đó, thì người này sẽ khổ với cái thân này. Chắc chắn là vì cái thân này nó làm khổ cho thân. Tại vì tứ đại ngũ uẩn là ta, thì tứ đại ngũ uẩn này bị định luật vô thường chi phối. Cho nên thân ta đã định luật vô thường chi phối rồi, thì vạn vật nó cũng bị định luật vô thường này chi phối. Thì tới cuối cùng là ta cứ nhìn từ thất vọng này sang thất vọng khác, từ khổ đau này sang khổ đau khác. Cho nên lúc bây giờ đó ta nhìn cái thân của ta, cho nên như vậy đó ta thấy cái gì? Ta và cái thân của ta. Hãy phân ra là được hai cái này để ta mới thấy được cái chân ngã của mình. Cho nên ta và cái thân của ta chứ. Cho nên cái thân của ta, cái nhà của ta, là cái nhà này đó, cái nhà của ta này đó, là phần nhiều đó, là ta chỉ thấy cái nhà bên ngoài. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta đã phải nhìn thấy cái nhà ngũ uẩn này. Cái nhà này là cái nhà ngũ uẩn này. Cái nhà ngũ uẩn của chúng ta đây đó, cái này là cái nhà của chúng ta. Và cái nhà của chúng ta là cái gì? Tức là cái thân. Đây tất cả các Phật tử đó thì bắt đầu chỉ nhìn thấy cái thân này của ta và cái vật sở hữu của thân này đó. Cho nên ta thấy như vậy ta khổ. Thế nên bây giờ ta mới thấy ngược trở lại đó, cái thân này là của ta, thì như vậy ta là khác, đây ta là chủ hữu, còn cái thân là sở hữu. Thế nên thân này là sở hữu của ta, chứ không phải nó là ta. Thế nên nhớ như vậy, khi mà ta biết cái thân này là sở hữu của ta, nó là giống như là cái nhà của ta, thì cái nhà này nó cấu tạo bằng cái gì mà nên nó đây? Tức là nên cái nhà này gì, cấu tạo cái thân này người ta gì? Đức Phật gọi là cấu tạo bằng nghiệp. Cái nhà này là xây dựng bằng nghiệp. Cho nên nghiệp nó là cái chất keo, cái chất dính. Cho nên thầy ví như là nghiệp nó là xi măng đi. Để mà xây nhà đó thì cái chất keo, chất dính này rất là cần thiết. Cho nên đó, nghiệp là cái chất dính. Mà cái chất dính này nó đem nó mới kết trở lại, nó kết trở lại đến tất cả những cái để hình thành ra thọ tưởng hành thức. Đây từ cái chỗ nghiệp của chúng ta đây đó mà nó kết dính mấy cái này lại để mà thành ra con người và có tri thức. Cho nên sắc thọ tưởng hành thức năm cái này nó được kết dính trở lại, tức là năm nhóm, năm loại để mà kết trở lại làm một cái nhà ngũ uẩn. Nên là Đức Phật mà khi đắc đạo rồi đã thành đạo với cội Bồ Đề đó, Ngài mới nói là từ đây đó là ta không tạo nên nhà nữa. Cho nên nói Ngài Niết Bàn là chỗ đó. Thế nên ta không tạo nên cái nhà ngũ uẩn như vậy nữa. Tức là ta không tạo nên cái thân người khổ đau như thế này nữa. Cái điểm quan trọng nhất là cho nên cái thân này cũng do ta tạo nên. Thì như vậy cái khổ đau này cũng do ta tạo nên mà thôi. Thì từ đây đó ta không tạo nên một cái nhà ngũ uẩn, tức là khổ đau sanh tử này nữa. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất mà Đức Phật chúng ta chứng được, gọi đó là Niết Bàn. Cho nên trên cái bước đường tu này, cho nên từ cái chỗ đó đó là ta tách rời ra khỏi, ta tách rời khỏi cái ngũ uẩn này thôi. Mà tách rời cái gì đây? Cái điểm quan trọng nhất đó, là ở trong kinh của Đức Phật dạy nó có hai cái cách nhìn. Thế nên hai cái nhìn, cách thứ nhất đó, là tách rời ra ta và ngũ uẩn của ta. Thế nên cách thứ hai đó, của Đại Thừa đó, thì chuyển cái ngũ uẩn hữu lậu này của ta trở thành ra một hữu lậu, vô lậu, ngũ uẩn của ta. Đây là cái bước đường tu nè. Anh em tách rời cái ngũ uẩn thân này của ta ra rồi, thế nên bây giờ ta còn cái gì đây? Cái chỗ này là cái điểm mà quan trọng nhất đó. Thành ra tiểu thừa đó thì bảo là khi tách rời cái ngũ uẩn thân ra riêng, vì ta có cái riêng này thì cái này nằm ở trong Niết Bàn. Thì chỗ này nó chưa tới Niết Bàn thì các Phật tử không thể nào nhận ra được ý này. Tức là thử nghiệm xem khi mà ta không có cái thân này thì ta là cái gì đây? Cho nên tụng trị hoàng đế đó, là cái khi được khai ngộ rồi đó thì Ngài chỉ quán sát có nhiều đó thôi. Tức là trước khi sanh trên cuộc đời này đó, ta là cái gì?
Rồi bây giờ sanh trên cuộc đời mang cái thân quẩn vô đây đó, tứ đại cũng quẩn đó, cái gì là ta? Và sau khi bỏ cái thân này rồi đó, thì ta là cái gì? Thành ra đây là cái câu hỏi mà chính cái câu hỏi này ngộ đạo. Trước khi sanh đó, ta là cái gì? Hay là nói cách khác đi, là ta từ đâu tới? Rồi sanh ở trong cuộc đời này rồi đó, ta mang cái thân này rồi đó, cái nào là ta? Cái ta này chung nằm chỗ nào? Rồi sau khi mà ta chết rồi đó, cái ta này về đâu? Trước khi sanh ta từ đâu đến? Khi sanh ta ra, ta là cái gì? Và sau khi chết, ta về đâu? Cái này là cái quá trình ta để ta hiện. Thế nên từ cái chỗ này mà mới phát hiện ra được, ta gọi đó là gì? Bây giờ cái chân ngã hay cái chân linh hay là cái niết bàn, thì cái này đã làm sao cố thực tập trên bước đường tu ta đó, mà cho tới cái chỗ này. Cho tới cái chỗ này thì mới thấy được. Mà Đức Phật nói là cái người mà uống nước thì nóng lạnh họ tự biết thôi, còn cái người mà chưa uống thì giải thích cũng không được. Tại vì đó, ta chưa chứng được cái chân ngã, ta chưa chứng được cái niết bàn, thì nói cái niết bàn như thế nào đó thì người ta khó hiểu. Cái người mà chưa được giải thoát thì không thể hiểu được cái giải thoát. Nhưng mà chưa được giải thoát mà hiểu được giải thoát là nhờ cái gì? Nhờ nhìn thấy cái người khác giải thoát. Nhờ thấy được mà nhận ra. Cho nên những nhà nhận viên thánh nhân mình bảo là cái con chim ở trong lòng, nó nhìn nó thấy con chim tung bay ngoài trời, nó mới biết ở ngoài trời giải thoát. Cái đó là chính. Cho nên cái ngũ quẩn thân, cái con người còn kẹt ở trong ngũ quẩn, gọi là nhốt ở trong cái lòng. Nhìn thấy một con người giải thoát đó, đã đắc đạo ở bên ngoài rồi đó, có biết được là mình cũng được giải thoát như vậy. Đó là trên cái bước đường tu mà. Cho nên giữa một con người phiền não, con người khổ đau với con người giải thoát đó, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Mà cũng trong cuộc đời này thôi, cũng là con người. Nhưng mà sao con người này khổ đau, con người này được giải thoát? Nên sau chỗ này thì ta mới biết là có con người khổ đau, có con người giải thoát, hai cái này cũng là con người hết. Nhưng mà con người khổ đau hay con người giải thoát này, ta quy nó lại từ đâu? Tức là cái tâm hồn khổ đau hay là tâm hồn an lạc? Cho nên trên cái bước đường tu này của chúng ta là cắt cái phần khổ đau để sanh ra cái phần an lạc. Đây là cái người mà xuất gia học đạo đó, là phải làm cái căn bản ở chỗ này. Tức là cắt cái khổ đau đi để mà sanh ra cái an lạc đó. Hỏi cái gì mà gây ra khổ đau? Đức Phật nói là tập đế, tức là tất cả những cái nghiệp tập quán, nghiệp chủng tử ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên ở trên bước đường tu hành này đó, cái điều quan trọng nhất đây là gì? Tức là nghiệp tập quán ta đừng tạo nữa. Tức là cái nghiệp người chúng ta không bao giờ tạo nữa. Không tạo cái nghiệp người nữa thì ta sẽ không sanh làm người. Không tạo cái nghiệp địa ngục ta sẽ không vào địa ngục. Không tạo cái nghiệp Atula ta không sanh vào thế giới Atula. Cái này dứt khoát như vậy. Nghiệp nào thì dẫn đi họ sanh vào chỗ đó thôi. Thì như vậy đó, ta đừng tạo cái nghiệp đó nữa thì ta sẽ không sanh vào. Thì như vậy đó, cái tạo nữa này là gì? Tạo nữa này tức là tập quán. Cho nên cái tập quán ta cắt bỏ lần đi. Thì bây giờ trong cái tập quán nào mà ta tu ta cắt bỏ đấy, cái điểm quan trọng nhất phải thấy được. Đức Phật có dạy chúng ta là cái chính người đời kẹt ở trong cái ngũ dục. Ngũ dục cho nên ta cắt bỏ ngũ dục. Mà khi cắt bỏ chưa được thì ta hạn chế đó, tức là hạn chế tối đa. Hạn chế tối đa chỗ này là Đức Phật có dạy chúng ta đó, tối thiểu thì phải là tam thượng bất túc. Cho nên trên cuộc đời này cái tu tập của chúng ta đó là cái bước đầu tiên đó, thầy nói là ta không đòi hỏi bất cứ một cái gì trên cuộc đời nữa. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ tới ăn, nghĩ tới mặc, nghĩ tới ở. Tại vì ta ở như thế nào rồi cũng qua đi mà thôi. Cái điều này quan trọng nhất để cho cái tinh thần chúng ta nó nhẹ bớt đi. Vì vậy chúng ta bớt lệ thuộc vào trong cuộc sống của con người.
Còn nếu mà hãy lệ thuộc càng nhiều nữa thì tội lỗi chúng ta tạo càng nặng, mà càng nặng thì càng càng đi sâu, cho nên luôn luôn bị tỷ lệ nghịch. Thành ra cái chúng ta muốn là luôn luôn đi ngược cái này, chứ không bao giờ theo cái ý ta định đâu. Thành ra đó là cái điều quan trọng nhất đây. Cho nên cái vấn đề ăn mặc và ở là cái người tu không được nghĩ tới nữa. Thành ra người nào tu hành mà còn nghĩ tới ba việc đó, ăn mặc và ở, thì cái người đó đọa. Bảo đảm là cái con đường tu hành chúng ta đó rớt ra ngoài đạo và tới cuối cùng vào trong ba đường ác thôi. Cái này đó là sự thật, cho nên đừng để kẹt. Mà khi chúng ta không nghĩ như vậy rồi đó, thì cái gì xảy ra chúng ta đây? Đức Phật dạy đó, cái phước tự nhiên, phước chúng ta sanh ra, phước chúng ta sanh ra cái phước tự nhiên. Cho nên mọi người sanh trên cuộc đời này, chúng ta nhìn cho kỹ đi, người ta thấy có người đã sanh ra làm vua, có người sanh ra làm tướng, có người sanh ra làm thầy tu. Đổi nó không phải dễ. Thành ra thầy đó nhiều hồi đó thầy nghiệm đó, thầy thấy có nhiều cái nó cũng lạ. Ban đầu đó thì khó chịu, nhưng mà về sau này đó lần lần nó quán sát kỹ về nhân duyên, thành ra thầy thấy đúng. Thế ra đầu tiên đó, thầy nhìn thầy đã hòa thượng chủ tịch đó, không làm cái gì hết, không đi đâu hết ấy, mà làm chủ tịch, làm chủ tịch luôn như vậy 20 năm. Thế mình lạ chứ, cái này là sự thật. Thành ra mấy cô nó tu chưa tới, thành không thấy được chỗ này, tức là không thấy được cái vô hình, không thấy được cái sao. Cho nên đó, sau này thầy thấy được, thầy nói là nhờ hòa thượng chủ tịch ngài không đi đâu hết, không làm gì hết, cho nên ngài là chủ tịch lâu. Đây là cái việc quan trọng, làm chủ tịch lâu được đó, là nhờ không làm gì hết. Chứ nếu mà làm chắc là hạ mất rồi để đó. Trên cái bước đường tu thì... Tại vì nếu hòa thượng chủ tịch đó, trong lúc đó ngài tu, ngài không cho cái tâm duyên khởi phát động quá nghiệp và phiền não. Cái điểm này là điểm quan trọng, cho nên nó không tác động qua nghiệp và phiền não, do đó hòa thượng chủ tịch không làm bất lòng ai hết. Và bây giờ đưa tôi lên làm chủ tịch thì tôi làm chủ tịch, mà hạ tôi xuống thì tôi xuống, có thế thôi, không có gì hết. Tôi không có một cái ham muốn nào ở đây, đây hoàn toàn là vô tâm, cho nên hòa thượng là một chân. Chúng ta nhìn tôi thấy vậy. À, bây giờ mấy thầy cần tôi làm chủ tịch thì đưa tôi lên ngồi đó, mà mấy thầy đây không cần tôi nữa thì tôi xuống, chuyện này đâu có sao đó. Không có vấn đề. Còn thầy thấy đó, tất cả những người khác hữu ý, cho nên muốn làm chức này, muốn làm chức kia, muốn làm chức nọ, vận động đủ cách hết, nhưng mà nghiệp và phiền não luôn luôn sinh ra. Đây là cái việc mà rất là quan trọng ở trên bước đường tu. Cho nên không làm gì hết mà làm chủ tịch chứ, 20 năm rồi đó, mà đây mấy cô thấy hòa thượng có xuống đây kinh lý không? Tức là không đi đâu hết, ở trong cái thiền thất đó, nhiều khi không ra khỏi ra tới chùa, không đi. Nhưng mà cái điểm này là cái điểm mà quan trọng nhất ở trên cuộc đời để chúng ta nhận rồi chúng ta thấy. Bây giờ đó, mấy cô mà cố gắng vận động, cố gắng làm đủ cách hết á, mà lên được chủ tịch đi, chắc chắn không có. Ta thấy càng vận động càng ngoi lên bao nhiêu đó thì người ta đạp xuống bao nhiêu, chết thì. Cho nên nó nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy cái đạo, thấy được rồi. Nhìn xa luôn mà. Thế như vậy đó, thì ta nói cái gì? Ta đã hòa thượng tu. Thế hòa thượng tu á, còn thầy không tu hả? Phải không? Cô nghe không tu hả? Chỗ này là chúng ta cân nhỉ? Nhưng mà hòa thượng tu như thế nào mà hòa thượng an lành như vậy? Đây là thật nào? Cho nên ta nhìn kỹ ta thấy. Nếu mà ta công nhận Bồ Tát ta là gì? Ta đã hòa thượng chủ tịch tu, mà tự nhiên cháu tu, thầy tu, mấy con tu, nhưng mỗi người tu khác nhau đó. Kết thành cái quả khác nhau đó, ta đã nhìn thấy cái chiều sâu của mình.
Thế nên cái tu của hòa thượng là gì? Đấy là thấy chỗ này là họ hòa thượng là một hành giả pháp quan, một người trì kinh. Tại hồi nhỏ thầy học cái hòa thượng thì thấy rất là rõ. Nếu hòa thượng giảng kinh pháp quan cho thầy mà hòa thượng không cần coi bản, mà hòa thượng đọc thuộc lòng chữ Hán luôn, hòa thượng được đọc thuộc lòng lúc mà đọc chữ Hán chứ không phải đọc chữ Việt đâu. Chữ Việt thì chúng ta còn dễ, còn chữ Hán hòa thượng thuộc lòng thuộc hết luôn cả bộ kinh đó. Vậy thế nên hòa thượng tu cho nên ở trong tâm của ngài sống với, sống với kinh nhiều hơn. Thế nên sống với kinh, sống với Phật, cái điểm này quan trọng. Chứ tu ta chưa nói. Cho nên bây giờ mọi người chúng ta đấy, ai muốn thành công trên cái bước đường tu của mình ấy, thì phải chơi. Tức là tu phát xuất từ cái chỗ Phật. Đó là cái điều quan trọng nhất cái này. Thế nên tâm của mình cái điều quan trọng nhất là gì? Tức là làm sao đứng yên. Hòa thượng chỉ định là rất sợ phiền não quấy rầy. Nhưng mà bây giờ nó hãy bước ra khỏi thấp thì phiền não gì nữa. Đây là sự thật ở trên bước đường xuống. Đóng kín cửa thắt lại thì không ai nói gì tới. Nhưng mà bây giờ bước ra khỏi cửa thì thiếu gì chuyện xảy ra. Đây là sự thật ở trên bước đường xuống. Thế nên mở tâm chúng ta ra đó, thì có vô số chuyện. Cho nên từ cái chỗ mà giữ tâm này, cho nên giữ tâm này yên, cho nên lúc bây giờ là tâm của hòa thượng yên. Cái tâm của hòa thượng yên nó khác với cái tâm của người dao động. Cho nên khi mà tâm của ngài yên rồi thì cái gì? Tức là Phật lực gia bị tới. Cho nên Phật lực gia bị tới cho ngài, cho nên trên con đường tu chúng ta cái điều quan trọng nhất ở đây là quý cô phải nhớ, người nào được Phật hộ niệm thì người đó tu được, người nào không được Phật hộ niệm thì không tu được. Người nào ở ngoài cái quỹ đạo này đó, thì cái trường hợp đó phải đoạn thôi. Cho nên trên bước đường tu chúng ta làm sao giữ tâm mình cho thật yên ổn để nhận nhận được cái sự hộ niệm của chúng ta. Tây Hòa Thượng không làm gì hết, nhưng mà phải nói là giáo hội chúng ta an ổn nhất là nếu mà giáo hội ta không an ổn thì Hòa Thượng cũng mất rồi, không chịu nổi. Cho nên nhờ cái tâm an ổn này, thành ra Phật lực gia bị tới. Phật thực gia bị tới thì liền biến hết tất cả những cái này trở thành một sự. Cho nên bước đường tu cái điểm này là điểm quan trọng của chúng ta. Rồi đến khi mà Phật lực gia bị tới cho ta thì từng bước ta nhìn, ta thấy được cuộc đời sáng hơn và rõ hơn. Cho nên khi mà sáng rồi, nó sáng rồi đối với ta đó, thì ta mới ít nói nhưng mà ta nói đúng. Tại cái gì đáng nói mới nói. Thế nên cái gì đáng nói mới nói, mà cái người đáng nói mới nói chứ còn người không nói mà nói chi. Anh ơi, thầy thấy đó, nhiều khi mấy cô đó không bằng lòng với nhau nhưng mà ưa nói với nhau. Thế nên đã không bằng lòng với nhau rồi mà còn ưa nói với nhau nữa thì cái này một tai họa trên bước đường của. Cho nên khi nào mà không bằng lòng nữa là không nói. Đó là trên cái bước đường tu hành ấy, cái điểm này là điểm quan trọng. Rồi đó, tới chừng người ta mới thấy rõ đúng. Cái người này đó ta nói được thì ta nói đi theo Phật này. Cho nên Hòa Thượng Chủ tịch có những cái trường hợp mà thầy lên thăm ấy, thì Hòa Thượng nói với thầy rất nhiều. Nhưng mà có những thầy khác ấy, lên thì Hòa Thượng không bao giờ nói. Cho nên ở chỗ này nữa, thầy muốn nghĩ thế này nhé, tức là nói đúng người, đúng người, đúng việc. Tại sao vậy? Nếu cái việc này mà đem nói với người kia có lợi gì đâu mà nói, nhiều khi có hại. Bây giờ mình có một người đệ tử mà nó không nghe lời mình, bây giờ quyết tâm để dạy nó, quyết tâm để nói nó cho nó nghe, được không? Thầy nghĩ chắc chắn không được. Cái này là hoàn toàn thất bại, không được. Khi mà nó không muốn nghe rồi đó, thì chúng ta phải chịu. Nên theo Đức Phật đó, thì những người như thế là điều tốt thôi. Đúng không? Thành ra những người đó họ là điều tốt. Tại vì họ không thể nghe, tại sao họ nghe? Ta phải nhìn, ta thấy đó.
họ thiếu cái tánh nghe này cho nên nghe không được. Cho nên trên cái bước đường tu đó, thầy nhận ra thấy cái này. Cái người mà có cái căn lành thì mới nghe được Phật pháp, còn cái người không có căn lành thì làm sao nghe được Phật pháp? Cái người có cái tánh ác không thể nghe được những lời lành. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên người có tánh ác, người có nghiệp ác thì họ tương ứng với ác nghiệp. Đem cái điều lành nói cho người này nghe không thể nghe được. Đó là cái sự thật. Nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây, làm sao tâm chúng ta phải yên tĩnh, rồi Phật hộ niệm, Phật gia vị tới cho ta, để ta có cái sáng, sáng suốt. Thế nên từ cái sự sáng đó, nó mới chỉ cái đường ta đi nhé. Thế nên nhiều Phật tử là nói sao thầy đi đâu cũng được tiếp đón kỹ vậy. Thầy tử tế với thầy, thầy đi đúng chỗ nha. Thế nên đi tới chùa Tịnh Nghiêm này mà có ăn chứ đi chỗ khác coi thì còn đánh chết phải không? Nó phải chỗ nào cũng được đâu. Thành ra đi phải đúng chỗ, gặp phải đúng người, dạy phải đúng việc. Cái điều này là điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta là phải nhớ cái điều. Dạy không đúng việc thì cái này không thành công được. Thì tao thể nhắc một số việc này thôi.